Hello, xin chào tất cả người. Nói chung thì mùa hè đã đến rồi. Và hôm nay thì mình sẽ làm một bộ trang phục gọi là khá là mát mẻ dành cho vị tướng Lưu Bố này. Đó là tiệc bãi biển, à đâu, tiệc bể bơi anh em ơi. Ok. Và hiện tại thì anh em thể nhìn thấy là cũng là một cái bộ trang phục khá là ngộ nghĩnh của vị tướng Crep nhá. Rồi, và hiện tại giờ mình đang đánh cùng bạn ấy trong cùng một clan và leo danh bạch kim thôi. Ok, leo danh bạch kim thôi nhá. Và hôm nay thì mình sẽ trình bày cho anh em lối trang bị cho vị tướng Lưu Bố. Không phải là những cái trang bị gọi là đi solo đường mang cái phép bổ trợ trừng trị để nâng lên thành tê tái, hoặc là những cái trang bị đi rừng. Hôm nay với cả trang bị bộc phá thì hôm nay mình sẽ lên đồ với vị tướng Lưu Bố với phép bổ trợ kết hợp sao với phép bổ trợ tốc biến nhá. Đau quá, ủa ôi đau thế. Bản tên này thì nát hết cầm ông em à. Thôi. Cho em thêm một lần đau, hiện tại thì vào luôn, vã luôn, có Valet Lanh mà, sợ gì, hay quá, Valet bắn đi nào. Trời ơi, thôi, Nacrot, tốc biến ngay, em sợ mỗi Nacrot thôi. Thời gian đầu này thì mình khá là dưới anh em ơi, chưa có, gọi là chưa có xích thố, chưa có chiến thần, thế nên là không dám solo, chứ còn đây là bốn mình cân cả cái bầu trời luôn. Ok, mang phép bổ trợ tốc biến, không biết anh em có mang cái phép bổ trợ này đi không. Thật ra thì Lưu Bố có khá là nhiều phép bổ trợ anh em thể mang được, đó là tốc biến, trừng trị, bộc phá hoặc là cấp cứu đấy. Những cái trang ngoài nói chung thì những cái phép bổ trợ đấy rất là tốt cho vị tướng Lưu Bố đây. Ok, trang bị cho vị tướng này mình sẽ lên thương xuyên phá, giày kiên cường để có thể tăng khả năng kháng hiệu ứng. Rồi, bật luôn chiêu cuối quẩy con thổ dân này hồi máu này. Ok, tiếp đến là áo tràng băng giá, quân trưng choi, khiên thức truyền và gáng thịnh nộ anh em ơi. Hercule thịnh nộ. Đó, đây là các trang bị cho vị tướng Lưu Bố nha. Khi mà anh em lấy này thì đảm bảo anh em một điều, nó vẫn rất là trâu bò và không thể nói chung thì nó cũng rất là khỏe. Sát thương thì ổn và độ trâu bò thì chấm hết rồi. Khi mà có cả chiêu cuối bật lên thì gọi là bất tử anh em ơi. Rồi, từ từ nha, ôi không dám ra thế này. Trời ôm trụ mãi này, có Senel bảo kê trâu bò thế mà keo nát vẫn phải ôm trụ này. Mặc dù team mình có xạ thủ ở cái khu vực đường dòng này đâu thì trời ạ, vẫn có sợ. Sợ cái gì không biết nữa, keo nát bắn xa thế sợ cái gì. Đã nói rồi, Lưu Bố chỉ yêu một mình điều thuyền thôi, keo nát thì không thèm đâu, kể cả sinh đến mấy cũng không thèm được nha. Ok, núp bụi, mình thích núp lùm. Rồi, bắn đi. À, Nacrot này, có Nacrot. Ủa ôi, đem vào 6. Rồi, vào luôn, ôi, kia. Trời ơi, phí vãi anh em ơi. Còn xíu thôi, xíu máu thôi, rất đáng tiếc luôn. Đáng tiếc thật đấy. Ok, với bộ trang phục này thì chắc là anh em đã xem qua khá là nhiều rồi. Thật ra thì cũng là mùa hè rồi, nóng nực rồi. Nói chung thì chảy cả mỡ ra rồi thì thôi chơi cái bộ trang phục cởi trần của vị tướng Lữ Bố này cho nó mát mẻ anh em ơi. Đó, tắm biển rồi anh em ơi, thoải mái đi, ganh luôn nhá. Mình sẽ bật luôn chiêu cuối và quẩy luôn này. Đâu Crep đâu, mở chiêu cuối lên Crep, đang cần một chiêu cuối hay quá bạn ơi, vào đi bạn ơi, nó tanh mình như thế. Ok, vào luôn, vang nó luôn, vẽ nó luôn, rồi một mạng hỗ trợ, rồi tiếp tục hai mạng hỗ trợ nhỏ vãi trời. Ok, nhưng không sao, và lẽ ăn mạng là ngon rồi. Ok, vào luôn nhá, cái này sẽ là của mình rồi. Rồi chip có kill cho Valet, xạ thủ ăn được thì tí nữa mình nhàn có cái gì đâu. Ok, lấy luôn cái trụ nha. Bên tại giờ là mình đã hỗ trợ bà rồi. Đó, Valet chịu gó gành như vậy thì có vẻ được ăn mạng dễ dàng không. Rồi, cái phép bổ trợ tốc biến này nó cũng rất là lợi anh em ơi. Nó không phải là phế đâu, anh em tự áp sát đối phương dễ hơn, hoặc là có thể thoát khỏi những cái lúc nguy hiểm cũng đơn giản hơn rất là nhiều. Đó, thương xuyên phá này, lên được cái trang bị đầu tiên rồi. Anh có thể cân cả thế giới. Cân cả cái bầu trời. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy ra đường giữa nha. À từ từ bây giờ, ui giời ơi, cái hàng nóng như thế này mà không ăn mới gọi là phí của phí của trời anh em ơi. Thôi chắc chắn chết rồi. Ok, bật luôn chiêu cuối quẩy thôi. Em có ngựa xích thố mà, chị ơi, chạy đâu. Rồi, đó, bật thế này thì em sao mà gọi là sống nổi đây. Ca ta lực dưỡng này. Nhưng mà anh em nói mình hất riêng một cái cô bé
bé nhỏ như thế thì gọi là ăn hiếp quá anh em ơi. Nhưng mà thôi thì có thì mình cứ chơi thôi, hàng free mà. Rồi giờ ra luôn đường giữa nào, ra đường giữa, nhanh 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 nhanh, giao tranh to quá. Con này là có vẻ là hơi bị căng đấy. Ok, bật luôn chiêu cuối quẩy nhá. Rồi chạy đâu, chạy đâu, hay quá. Ok, còn na cà rốt này. Ôi na cà rốt thì sao nào, chạy rồi á, từ Triệu Vân nhá, Triệu Vân bỏ qua căn na cà rốt đi. Chạy khá là nhanh anh em ơi. Triệu Vân mật ơi, tèo tát này. Khổ quá, rồi đi đâu cũng gặp cả thù như này. Rồi rồi, Grab ơi, hóa luôn, bây giờ mình sẽ ra hỗ trợ bạn nhá. Chơi luôn này, cân luôn, trời ơi, trâu như thế này. Ok, mình có tốc biến mà, tốc biến theo luôn, xoắn à. Ok á, thôi, bài trường xin tí tật đấy, còn xíu xíu máu thôi. Ơi, công nhận trong trận đấu này mình nhọ hai pha rồi. Rồi, một pha đó là để cho Nacrodos chạy với lượng máu rất là thấp, hoặc là rất là thấp. Tiếp đến là vừa xong Xeneo còn xíu xíu máu rồi, mình cũng không hạ được luôn nhỉ. Thôi thôi, về. Té, đợi chiều cuối hồi đã. Ok, bây giờ mình sẽ phải đi. Ủa thật, Valet ơi, tự nhiên nhảy vào làm gì. Bây giờ mình với cả là Crep hết máu rồi. Thật sự thì không thể bảo kê được bạn đâu. Rất là xin lỗi bạn luôn. Thật sự bạn là xạ thủ nhưng mà mình cũng muốn bảo kê mỗi tội hết máu rồi. Bây giờ mình mới có thể hồi phục được một chút máu đến từ cái chiều cuối nha anh em ơi. À đây đây đây. Trời ơi. Sao lại bỏ phát đấy, tự nhiên bạn lộn vào giữa đấy thì làm sao mà cứu được đây. Mà nói chung thì đồng đội hết máu rồi, trách ai bây giờ. Trách số đen thôi. Ok, trang bị cho vị tướng này mình đã để trong clip rồi, anh em có thể tham khảo nha. Thật sự thì nhìn đằng sau giống Ngộ Không vãi chửa. Ngộ Không trong phim thôi, chứ không phải Ngộ Không trong cái game Liên Quân đâu anh em ơi. À, cũng có hai cái gọi là hai cái lá rong ở trên đầu của vị tướng Lưu Bố, và nói chung thì nếu mà xoay kỹ hơn thì có cái con mực ở trên đầu của vị tướng Lưu Bố anh em ơi, ôm sát vào cái đầu nhá. Rồi, và trên cái thanh thương của vị tướng Lưu Bố của chúng ta là xiên một con cá rất là to, cái này đợi chết đói để ăn thì ok vào luôn này. Có Xeneo xoắn à, ngại gì vết bẩn nhờ. Hiện tại thì mình có thể chấp hết luôn, có chiêu cuối được thì xoắn nhờ. Trời ơi, ok, vô địch chiến thần phải sợ vậy. Chạy đâu ơ kìa, chịu thôi. Triệu Vân bộc phá, Triệu Vân từ đâu đi ra nhờ. Bây giờ mình để ý anh em ơi, không để ý luôn. Rồi trả thù tôi cái, một cái chết đến rất là bất ngờ, thật sự thì không kịp trở tay. Có chu quý đánh cũng rất là sưng. Rất là sung anh em ơi. Đó anh em thấy đấy là mình mang phép bổ trợ tốc biến đến thời điểm tại là mình có phế đâu, vẫn có thể sử dụng thường xuyên nha. Ok, nói về cái bộ trang phục này thì hiệu ứng kỹ năng thì cũng rất là đẹp rồi. Rồi rồi, giao tranh. Tới luôn nha, mình tới luôn đây. Rồi, ném luôn chiêu 2. Ôi, KS thành công rồi. Một mạng rất đơn giản, KS rất đơn giản anh em ơi. Bây giờ mình sẽ tốc biến lên nha. Đó, cái tốc biến nó lợi ở đây này, tạo ra sự bất ngờ và đột biến trong những cái pha giao tranh anh em ơi. Rồi sang thì teo nát tưởng là sống luôn, nhưng mà mình có đến 3 lần lượt, 3 lần nhảy vào cũng như là một cái tốc biến tiếp cận rất là nhanh luôn. Không thể chạy được nha, vì hiện tại là ăn 5 mạng hỗ trợ 6 rồi. Ở trước thì đánh đội hình hai xạ thủ này chỉ là áp dụng danh thấp thôi, còn nói về đánh danh cao thì đội hình như này sấp mặt luôn, thua sấp mặt luôn anh em ơi. Ok, vào luôn, băng trụ luôn, băng luôn, ủa trụ nổ rồi thì sống sao. Ok, chạy đâu nhỉ, Triệu Vân này, trả giá đi nào. Ôi, gấu béo nhảy xịt thế kia. Mộng năng mộng gọi là mộng năng nặng mông quá hay sao anh em ơi. Từ Liliana này, đuổi cùng giết tận luôn này, không cho chạy đâu. Kia kia, ôi trời ơi, đừng để nó mê hoặc, cáo chín đuôi mà lại chạy đâu đây. Khổ quá, đến đây anh thương, đến đây anh yêu mà chạy đi mâu mất rồi. Ôi kia, đã bảo rồi. Đến đây anh thương thì không thích thì thôi. Thích cần nhận một cái kết đắng cơ. Ok, bây giờ mình lại ra hỗ trợ nha.
bắt bò lạc không? À từ từ, nào có đốt này, cướp luôn bùa. Ok, cướp bùa thành công rồi anh em ơi, bắt luôn xe neo này, không cho ngày trở về. À bay đi đâu, hất tung này, đó hết bay luôn anh em ơi. Rồi đến bảng nhá, hay quá nhở. Nói chung thì hiện tại là đối phương tã quá rồi anh em ơi. Thích thì mình sẽ kết thúc trận đấu luôn tại đây nhá. Nói chung thì kết thúc luôn tại đây này. Hất tung này. Rồi hết chạy kìa. Tán hỗ trợ thôi. Tán hỗ trợ thôi. Ok, mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây anh em. Đó. Ok, lên bảng nốt nha. Và clip về vị tướng lưu bố của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn người đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.